Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Tai cành rất là đẹp nha. Bông bóng hả? Tai cành đều rất đều ha. Rồi chào em. Dạ em chào anh Tuấn. Dạ xin chào các cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Hôm nay thì nhà em có tiếp tục về được một lô mai chảo hạt Thủ Đức để mong phục vụ cùng các cô chú anh chị. Giá cả thì em để giá rất là bình dân luôn. Mong các cô chú anh chị mình xem clip chọn cây ủng hộ giùm em. Địa chỉ nhà em thì vẫn ở xã An Hải Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên hệ của em là 0342 360 363. Đây cũng là số Zalo của em luôn. Hình thức ship thì nhà em vẫn là bao ship toàn quốc. Em mong cô chú anh chị mình ủng hộ giùm em. Cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay thì em có quay một lô 8 cây và 30 mấy cây lẻ. Giờ mình vô lô 8 cây luôn ha anh. À, quý vị ơi, thì nếu mà quý vị có chốt lô hay là chốt nguyên clip gì quý vị. Nếu mà chốt nguyên clip với số lượng lớn thì giá sẽ giá sỉ nha, yêu thương hơn nha quý vị. Dạ, trong cái lô 8 cây này thì em có 2 cây sù hay là cũng bao gồm trong cái lô 8 cây này luôn. 8 cây này thì em bán giá là đồng giá là 650.000 một cây. Nếu mà có cô chú anh chị mình mua hết lô. Rồi, trong đây có 2 cây sù. Dạ. Giờ mình đo hoành tượng trưng một hai cây anh ha. Cây đầu tiên của cô lô mình là cây này ha. Dạ, cái này đi. Cũng cao tán ngang cũng có ha, tay cạnh đều ha. Rồi mình đo tượng trưng cây đầu tiên cây này đi. Dạ. Dạ cái này quanh thân của nó 19 hơn. 19 đi, 20 yếu tới 19 này. Rồi. Đây cái này cũng to nữa ha. Mình thử cái này luôn không ạ? To nữa nè. Này 21 lần ạ, 22 yếu 21 này. Em này cũng hơi nhỏ nhỏ nè. 650.000 một cây hết nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị chốt hết 8 cây này ha. Dạ 18. Rồi. Đây, cây này là cây sù nè cô chú anh chị. Trong đây là có 2 cây sù. Em để cũng đồng giá 650.000 hết luôn. Đây, sù nè cô chú anh chị. Này sù. Rồi. Bà sù luôn á. Hoành của nó chắc cũng mười mấy 20 ha. 19 hoành á. Rồi, tay cành cũng đều quá nè ha. Dạ, đa số là một thân một cốt tay cành đều đẹp hết. Như cây này là cũng 21 này, nói chung lô này tầm 18 ăn lên, có một cây 18 thôi. Số là 19, 20, 21 là nhiều. Cây này bự nè. Cây này có đế luôn nè cô chú anh chị. Còn thân của nó cũng tầm 21 luôn. Rồi, tay cành ha. Đây. Cây này sù nè cô chú anh chị. Đây, cái bên sù ha. Cây này là cây sù. Cây sù thứ hai ha. Rồi, cô chú anh chị chốt vào cái lô này thì mình hồi được 2 cây sù luôn ha. Thì nó rất là 16 nhưng mà nó là sù ha. Sù tay cành đều ha. Tay cành đều đẹp luôn. Cây cuối cùng này bản thân của nó cũng 17 anh ơi, cây này 17. Cái mà tay cành cũng đều đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ. Bình quân là 650 ha. Dạ 650.000 một cây đó cô chú anh chị, mình lấy hết 8 cây này ha. Giờ mình ra mình quay ship sao em? Ra mấy cây lẻ ha. Dạ hình thức ship thì như em cũng bao ship toàn quốc hết luôn ạ. Rồi bao ship toàn quốc ha. Rồi, bắt đầu mình vào cây lẻ nhưng quý vị. Cây đầu tiên. Rồi mã số đầu tiên là em đánh số 31 anh. 31 ha. Dạ. Rồi, chiều cao nước lượng em này chắc khoảng 1,5 m nhưng quý vị tán ngang tầm khoảng là 1,1 m ha. Rồi, xương đều quá ha. Quần thân của cây này 19 ạ. Rồi, 19 qua. Mã số 31 này em cho luôn cô chú anh chị 800.000 thôi. 800 thôi quý vị. Ba xếp tầm quốc cho mình ha. Cây luôn. Mã số 32. Rồi, 32. Rồi, tán ngang em này khoảng tầm 1,15 m. Cao cũng khoảng tầm 1,5 m luôn. Rồi cao ha. Tay cành cũng đều luôn. Rồi hoành luôn. Dạ 20. Rồi 20 hoành, có đế luôn. Có đế luôn. Rồi giá luôn như đêm. Mã số 32 nè, giá luôn của chú chị 900 ngàn thôi. Rồi 900, rồi xuống cây luôn. Mã số 33. 33. Rồi tán ngang em này tầm khoảng là 1,1 m ha. Cao cũng khoảng tầm 1,5 m luôn. Đó. Tay cành em nào nãy thì cũng tay cành cũng tài đều trơn ha. Tay cành đều đẹp. Tay cành là kẹo luôn á. Quý vị có chốt nguyên lô thì giá cũng nghỉ hơn nha. Dạ. Dạ 19 quanh. 19 luôn. Mã số 33 này em giao lô 900.000 luôn. Rồi 900. Rồi cái này tay cành do luôn. Mã số 34. Rồi. 34 tán ngang em này chắc tầm khoảng 1 m. Rồi, cao chắc khoảng 1,35 m ha. Xương xè ngang không là quý vị. Rồi. Dạ 22. Rồi, hoành 22. Cái cành xè ngang đẹp. Rồi, xè ngang đẹp ha. Mã số 34 này em giao luôn 700.000 thôi cô chú anh chị. 700. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 35. Rồi, 35. Tán ngang em này tầm khoảng 80 ha. Rồi, em này cao chắc cũng khoảng tầm 1,35 m ha quý vị. Rồi, quý vị nhớ dàn xương em đó.
tại cành phân bố cũng đều luôn ha. Cây này đế đẹp luôn chú anh chị. Rồi, hoành luôn. Dạ 20. 20 hoành. Đế của nó nè. Đế đẹp luôn. Rồi, báo giá luôn nha. Mà số 35 này em giao lô 800 thôi. 800. Rồi, xuống cây. Số 36. 36 lên luôn. Rồi, mã số 36 tán ngang khoảng là 1m2 ha. Cao chắc khoảng 1m6, 1m7 gì đó quý vị tầm đó nha. Đó. Càng cũng rộng ha. Càng cần do. Rồi, hoành luôn. Dạ 22. Rồi, hoành 22, xây xây đế luôn. Đế nè, đế đẹp luôn. Rồi, giao luôn nhiêu đêm? Số 36 này em giao luôn với 1 triệu thôi. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 37. 37. Rồi, mã số 37 tán ngang khoảng tầm 1m2. Rồi, cao tầm khoảng là 1m7 nha quý vị. À, 1m7 cao ha. Tay cành phân bố cũng đều ha. Quá xa tay cành nè. Rồi, hoành. Dạ 22. Rồi, hoành 22. Giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 37 này em giao lưu 900 thôi cô chú anh chị. 900. Rồi, xuống cây. Mã số 38. 38 luôn. Rồi, tán ngang tầm khoảng là 1m1 ha. Rồi, cao này chắc khoảng là 1m3. Tay cành phân bố cũng quá xá trong đây ha, đặt kẹo hết trơn quý vị. Đó. Cành đặt hết trơn ha. Rồi, dạ, 18 hoành. Hoành 18. Mã số 38 này em giao lưu giá 900 ngàn ạ. Rồi, 900 rồi quý vị. Rồi, xuống cây. Mã số 39. Rồi, 39. Rồi, tán ngang tầm khoảng là 1m1 ha. Cao thì em này khoảng tầm 1m5. Rồi, xương đặt kẹo luôn, quá xá xương luôn. Dạ, hoành thân của cây này 21. 21. Rồi, xây xây luôn, đế cũng dưới cũng có đây ha. Mã số 39 này giao lưu cô chú anh chị với 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 40. Rồi, 40 lên luôn anh. Rồi, mã số 40. Rồi, tán ngang tầm khoảng là 1m2 ha. Để cao này chắc cũng khoảng tầm là 1m5. Xương phân bố đều. Rồi, hoành. Dạ, 22 hoành. 22 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu đêm? Mã số 40 này em giao lưu với 1 triệu ạ. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 41. Rồi, mã số 41. Này tán ngang cũng tầm khoảng là 1m1 ha. Thì cao này chắc cũng khoảng tầm 1m5 nha quý vị. Rồi, 1m5 cao ha. Quá xa xưa. Dạ, hoành thân 22. Rồi, 22 hoành. Giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã số 41 này em giao lưu với 900 ngàn thôi. Rồi, 900. Rồi, xuống cây. Mã số 42. Rồi, 42. Rồi, tán ngang này tầm khoảng 1m ha. Chim, chim. Rồi, cao thì em này chắc khoảng là 1m3 đến 1m35 ha. Nói chung là khoảng 1m3 là chắc luôn. Xương cũng phân bố đều đây ha. Cũng khích nữa ha. Xương to em này được cái dàn xương rất là to. Đây, đế đẹp luôn anh ơi. Rồi, xương to mà có đế luôn. Đế của nó dàn ươm rồi, chú anh chị coi này. Sẽ điều bầu ở trên đây ha. Đế đẹp luôn. Dạ 23 hoành. Rồi, hoành 23. Có đế xè đều ha, xương to. Mã số 42 này em giao lưu với 1 triệu 2 ạ. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, xuống cây. Xương rất đẹp ha. Mã số 43. Rồi, mã số 43. Tán ngang tầm khoảng là 1m15. Rồi, cao khoảng 1m5 nha quý vị. Mã xương thì rất đều, xương xè ngang không đây nè. À, xương cũng đẹp đây ha. Rồi, hoành. Dạ 20. Hoành 20, rồi chính xác luôn. Mã số 43 này em giao lưu với 800 ngàn thôi. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 44. Rồi, 44. Rồi, tán ngang em này khoảng tầm 80 nha quý vị. Rồi, cao khoảng tầm 1m4 ha. 1m4 cao. Xương cũng đều nè. Ra cũng chậm chậm quý vị xem ha. Xương cũng đều ha. Dạ, hoành thân của nó 21. Rồi, 21 hoành. Giao lưu nhiêu em?
Dạ, mã số 44 này em giao lưu cho 700 ngàn. Rồi, 700 mà bao ship tới nhà luôn ha. Mã số 45. Rồi, mã số 45. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 80 đi ha. Rồi, cao em này chắc khoảng tầm là 1m2 nha quý vị. Tầm khoảng 1m2 ha. Rồi, quý vị nghía dàn xương. Xương cũng đẹp nè. Dạ, quanh thân của nó 19. Rồi, 19 quá. Dạ, mã số 45 này em giao lưu cho 900 ngàn. Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 46. Rồi, 46 lên luôn. Rồi, mã số 46. Tán ngang em này khoảng tầm 80 ha. Và cao chắc khoảng là 1m2 đến 1m3. Tầm đó ha. Xương đẹp, xương lực. Xương chia đều ha. Dạ, hoành thân 20. Rồi, hoành thân là 20. Xương to. Dạ, mã số 46 này em giao lưu với 900 ngàn. Rồi, 900. Rồi, xuống cây. Mã số 47. Rồi, mã số 47 em này tay cành cũng xè ngang không ha. Tán ngang em này chắc khoảng tầm 8 đến 90 ha. Còn cao thì chắc khoảng 1m35 ha. Tầm đó. Dạ, 18 hoành. Hoành 18. 18. Rồi. Đế thì cũng có 4 cộng chia đều 4 hướng luôn. Mã số 47 này em giao lưu với 800 ngàn. Rồi, 800 rồi quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Mã số 48. Rồi, 48. Mã số 48 thì tán ngang tầm khoảng là 1m ha. Rồi, cao thì em này khoảng tầm là 1,5. 1,5 cao. Xương. Xương phân bố cũng đều ha. Rồi, hoành luôn. Dạ, 19. Hoành 19. Giao lưu nhiêu em? Mã số 48 này em giao lưu giá 900 ngàn ạ. Rồi, 900 quý vị. Rồi, xuống cây. Thì tất cả các cây là đều bao phí ship cho quý vị toàn quốc luôn nha quý vị. Mã số 49. Rồi, mã số 49. Tán ngang khoảng tầm 80. Rồi, cao khoảng tầm là 1m3 ha. Rồi, quý vị nghĩa dàn xương. Đó, xương cũng nhiều ha, cũng đều luôn. Rồi, hoành luôn em. Dạ, 19 hoành. 19, giao luôn nhiêu em? Mã số 49 này em giao luôn với 800 ngàn. Rồi, 800 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 50. Rồi, mã số 50. Rồi, tán ngang em này thì mình ước lượng tầm khoảng 80 ha. Còn cao thì chắc cũng khoảng tầm 1m2 đổ lại. Em này tối đa 1m2 thôi, không hơn. Đó. Rồi, hoành em nói luôn. Dạ, 18. Rồi, 18 hoành. Giao lưu như em? Mà số 50 này em giao lưu với 700 thôi. 700, rồi, xuống cây. Mà số 51. Rồi, 51. 51 tán ngang em này tầm khoảng 1m. Rồi, cao chắc khoảng tầm 1m4. 1m4 cao. Rồi, xương đây quý vị. Lâu này xương cũng đều ha. Ai thấy cây nào xương cũng đều hết trơn rồi quý vị. Cây này có đế luôn cô chú anh chị. Rất là nhiều xương ha. 22 hoành. Hoành 22. Có đế đó. Luôn. À. Cũng đế cũng giáp vòng hết trơn ha. Mà số 51 này em giao lưu với 900 ạ. Rồi, 900. Rồi, xuống cây. Mã số 52. Rồi, 52. Rồi, mã số 52 này tán ngang này em này mình ước lượng tầm khoảng mét nha quý vị. Cây tàng thông ha, cao khoảng 1m6, 6 cao tàng thông, tay cành xe đều, từ trên xuống ha, con bố cũng đều nè. Rồi, dạ, hoành thân 20. 20 qua. Mã số 52 này em giao lưu với 800 ngàn ạ. 800, rồi xuống cây. Mã số 53. Rồi, 53. Rồi, tán ngang em này tầm khoảng là 1m1 ha. Cao chắc khoảng là 1m4 nha quý vị. Này tối đa 1m4 ha. Tay cành trần do. Đó. Tay cành nó nè. Rồi, hoành. Dạ, 17. 17 hoành. Cái này nhà hoành nhỏ nhưng mà tàn là kẹo luôn đó chú anh chị. Mã số 53 này giao lưu giá 900 ngàn luôn ạ. Rồi, 900. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 54. Rồi, 54. 54 thì tán ngang em này mình ước lượng tầm khoảng 80 nha quý vị. 80 ngang ha. Xương cũng đặt hết trơn ha.
Rồi cao khoảng 1m4. Dạ quanh thân 20. Rồi 20 quà. Giao luôn như đem. Rồi số 54 này em giao luôn với 800 ạ. Rồi 800. Rồi xuống cây luôn. Mã số 55. Rồi 55. Rồi mã số 55. Rồi tán ngang tầm khoảng là 1m1 nha quý vị. Rồi cao em này chắc khoảng là tối đa 1m6. Từ 1m6 ha, 6 trở lại. Xương cũng xẹ ngang ha. Rồi vô hoành luôn. Hoành luôn rồi quý vị. Dạ 20 hoành. Rồi hoành 20. Giao lưu như đây. Mã số 55 này em giao lưu với 800 ngàn. 800. Rồi xuống cây luôn. Mã số 56. Rồi 56. 56 là tán ngang em này mình ước lượng chắc khoảng 80 ngàn ha. Tầng cao chắc khoảng 1m4. Rồi quý vị nhớ dàn xương em nói ha. Này cũng nghẹt hết trơn ha. Tặc kẹo hết trơn nè. Thoát thân cũng lý tưởng em này, thoát thân chắc mười mấy đấy, khoảng 18 thoát thân. Dạ 20 hoành. 20. Đó, tay cành thì cũng đặt hết trơn nè quý vị. Số 56 này em giao lưu 800 ngàn thôi. Rồi 800 ha. Rồi xuống cây luôn. Mã số 57. Rồi mã số 57 thì tán ngang khoảng tầm 90. 90 ngang ha. Còn cao chắc khoảng tầm 1m4 nha quý vị. Tay cành thì cũng rất là đặc ha. Khích khích hết trơn nè. Mà đặc biệt là đoạn trên đây ha. Khích rịch luôn ha. Dạ 21 hoành. Hoành 21. Mà số 57 này em giao lưu với 800 rồi. Rồi 800 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Mã số 58. Rồi mã số 58. Rồi tán ngang khoảng tầm là 1m1. Cao là khoảng 1m6. 6 cao. Xương thì phân bố đều ha. Xương cũng to không nè. Dạ quanh thân 24, 24 hoành luôn ạ. Hoành 24 luôn. Hoành to luôn. Giao luôn như đem. Mã số 58 này em giao lưu với 800 thôi. Rồi 24 hoành giao lưu 800 luôn. Tay thành đều luôn. Mã số 59. Giá rất là bình dân ha. Mã số 59. Rồi tán ngang khoảng tầm 1m. Cao này khoảng 1m6. 1m6 cao. Tay cành. Đó, tay cành cũng to to không nè. Phân bố đều luôn. Dạ 22 quanh. Rồi 22 quanh. Có đế luôn ạ. Đế nổi trên hang dáng thì hơi lắc nhẹ dưới ha. Mà số 59 này em giao lưu với 700 ngàn thôi. Rồi 700. Rồi xuống cây. 700 mà bao ship tới nhà ha. Bao ship toàn quốc luôn. Giá này thì quý vị thấy cũng rất yêu thương ha. Giá này còn gì nữa. Còn gì nữa quý vị. Quý vị khỏi cần phải đi bứng. Còn gì nữa mà không chốt. Tốn những cái phí lặt vặt như là bia cơm nước cho đội bứng về là anh em làm cây gì đó ha. Rồi phí chuyển chuyển tới nhà quý vị luôn ha. Giá cái là quá yêu thương rồi. Mã số 60 thì tán ngang này, mình ước lượng khoảng tầm 1m1 thang cao sáng 1m7 đến 1m8 nha quý vị. Đó. Có cái đội hình chở cây về tới nhà cho quý vị luôn ha. Chiều thổi tốn cái tiền bứng cây nhậu nhạt nữa ha. Ship tận tận giường luôn. 23 hoành. 23. Rồi. Mã số 60 này em giao lưu với 800 ha. Rồi 800. Rồi xuống cây luôn. Mã số 61. Rồi mã số 61. Rồi tán ngang khoảng 1m2. Rồi cao này cũng khoảng 1m7 nha quý vị. Đó. Nãy giờ mình nói vậy quý vị cũng hiểu được những cái công cán nằm trong đó mà cây trở về tới nhà quý vị nó cũng bộn rồi ha. Giá về mình thấy cũng rất yêu thương nè. 21 hoành. Rồi 21 ha. Mã số 61 này em giao lưu 900 ngàn thôi. Quý vị thích cây nào thì quý vị alo ha. Rồi xuống cây. Cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Dành thời gian theo dõi đến tận đây rồi ha. Quý vị cố gắng theo dõi tính kết thúc nha quý vị. Mã số 62. Rồi tán ngang thì em này mình ước lượng tầm khoảng 1m ha. Cao thì khoảng 1m8. Tay cành mình thấy phân bố cũng đều đấy ha quý vị. Thì em này là không khích nhưng mà cũng đều ha. 22 hoành. Đó 22. Rồi giao lưu nhiêu đem. Mã số 62 này em giao lưu 900 ngàn thôi. Rồi 900. Rồi xuống cây luôn. Mã số 63. Rồi 63.
Năm này tán ngang thì khoảng tầm 90 ha. Là cao chắc khoảng tầm 1m4. Tại cành thì phân bố đều ha. Phân bố đều nè. Dạ 22 hoành. Đó hoành 22, có đế luôn ha. Có đế luôn. Đó. Mà số 63 này em Zalo 800 thôi. Rồi 800 thôi. Rồi xuống cây. Mã số 64. Rồi mã số 64 luôn. Chỉnh lại, chỉnh lại. Rồi tán ngang khoảng tầm 1m2. Cao thì cũng khoảng 1m8 nha quý vị. 1m8 cao ha. Đó. Cái này mấy cái nách nó cục nứt ha. Nứt nách ha. Rồi, hoành em nói luôn. 22 hoành. Rồi, 22 hoành. Mã số có đế luôn. Để mã số 64 này em giao lưu với 1 triệu. Nứt nách triệu, ha. Nách về mình nuôi khả năng lên nó cao, thuần nó cao. 65. Rồi, 65. Tán ngang em này mình ước lượng tầm khoảng 80 nha quý vị. Còn cao thì khoảng 1m35 đến 1m4 ha. Đó. Xương nè, cũng phân bố cũng đều luôn nè ha. Nói chung con em này đóng này cũng khích nè ha. Rồi, hoành luôn. Dạ 18. 18. Rồi, giao luôn nhiêu đem? À, số 65 nè, em giao luôn cho 700 thôi. Rồi, 700. Rồi, xuống cây. 700 mà bao ship luôn. Rồi, 66 tán ngang tầm khoảng là 1m1 ha. Rồi, cao chắc khoảng là 1m35 đến 1m4 ha. Nói chung là 1m4 trở lại ha. Đó. Xương nè. Tàn là kẹo anh ha. Xương... kính mít à. Tàn lực. Dạ, 20 ha. Tàn kính mít ha. Mã số 66 này em giao lưu giá 900. 900, rồi, xuống cây luôn. Mã số 67 là cây cuối cùng của clip luôn mà có xù nha. Rồi, hồi là kiểm tra cây em này độ xù nó như thế nào nha quý vị. Rồi tán ngang em này mình ước lượng tầm khoảng 1m1, cao rồi, cao lấy 1m6 thôi ha. Chỉ 1m6 này hơn 1m6 nhiều. Tính tới cái đỉnh đọt nó thì hơn 1m6 nhiều. Đây quý vị. Mình tính rồi trên đây bắt đầu nó nứt rồi. Vị trí này đi ha. Nó nứt rồi cô chú anh chị coi. Nó đã không? Có hiện tượng là bung chảy nè. Ở đây nè, bên đây nè. Giờ mồng bên đây nè. Dạ dạ xuống dưới đây ha, cũng vậy ha. Cây này mà mình về mà nuôi thời gian là nó có khả năng nó xù từ trên xuống luôn chị. Đây nè, nứt dạ, nhiều dạ, luôn á. Đây vòng vòng ở đây ha. Nè cô chú anh chị coi mấy cái này nè. Rồi. Đây cũng có luôn ha. Ừ. Dép vòng luôn ha. Từ trên xuống dưới luôn. Rồi vô quanh ha. Từ đoạn giữa thân cả xuống luôn cái gì. Dạ 20 quanh. Rồi. Mã số 67 này là cây cuối cùng này, em giao lưu giá 1.1 triệu rồi nè. Rồi 1.1 triệu ha, cây mai xù ha, xù từ giữa thân trở xuống luôn. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào hoặc là thích nguyên cái clip này thì cứ mạnh dạn alo. Nếu quý vị chốt được nguyên cái clip thì với số lượng lớn thì sẽ có giá sỉ giá yêu thương nhưng quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.